Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két nước của Toyota Vios 2003 đến 2005, sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Phiên bản này là sẽ là số sàn. Đây là phía mặt trước của sản phẩm này. Để anh em cùng nhìn. Sản phẩm thì sẽ được cấu tạo là sản xuất bằng nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp này. Hai bên bờ vai của két nước nó chính là nhựa ABS cao cấp. Đây là hai đường ống ra vào của nước này. Đây là cái điểm để chúng ta sẽ gài vào chỗ cái thanh đỡ giá két nước dần nóng. Và đây là ba điểm bắt vít để chúng ta sẽ bắt quạt tản nhiệt két nước vào đây. Đó. Anh em cùng xem nhé. Đây phía mặt trước này. Đây phía mặt sau của sản phẩm này. Sản phẩm là hàng liên doanh nhưng rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy này. Đó. Anh em mà quan tâm hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Xin chào.